Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Phúc. Thì hôm nay thì Phúc đã đặt một quyển sách về phim khác nữa từ bên chỗ của Cine Art Book. Thì mọi người không biết đây là phim gì thì hôm nay sẽ cùng unbox cái cuốn sách này ra ha. Đây là cái sản phẩm gửi qua cho mình. Đây là có logo của Cine Art Book ở đây. Thì nếu mà mọi người muốn mua những quyển sách về phim, những quyển sách về việc làm phim của những bộ phim Hollywood á, thì mình có thể đặt của Cine Art Book nha, giá cũng khá là ok. Thì quyển này thì Phúc mua với giá 1,5 triệu. Mọi người cũng biết là phim gì, bây giờ mình bắt đầu unbox cái quyển này ra nha. Rồi, đầu tiên thì thay vì mình lột cái bị rách thì mình sẽ dùng con dao nha mọi người. Mình sẽ cắt từng cái góc ra nha. Thứ nhất mình sẽ cắt cái góc này đó, xong đây mình sẽ cắt cái góc nữa ở đây. Cái này dán rất là kỹ và rất là đẹp nha mọi người, gói sách rất là đẹp. Rồi phía trước bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra ha. Bắt đầu mở cái sách này ra, mình mở ra đó. Mọi người cũng đã bắt đầu đoán được đây là phim gì rồi đúng không? Thì là đây là phim, một bộ phim mà gọi là My Fuck Hảo nhất trong năm nay. Đó là bộ phim Tenet của đạo diễn Christopher Nolan. Đây mọi người đây, rất là đẹp. Quyển sách này trị giá 1,5 triệu, tính ra chắc là khoảng 70 đô. Rất là đẹp, in rất là đẹp của mình. Thì sách của Nolan thì mình đến bộ phim gần nhất là Dunkirk là mình đã có đủ rồi. Thì đây là bộ phim kế tiếp mà mình sưu tập sách. Thì bây giờ mình sẽ xem coi là trong cuốn sách này có những cái hình ảnh gì đẹp nha. Mình sẽ cất cái miếng này qua một bên nè. Rồi bắt đầu mình sẽ cắt ra. Đó. Nói chung là từ cái đấy là nó hàng của Mỹ nên đóng bao bì rất là đẹp ha. Đây, sướng quá mọi người ơi, nó rất là sướng luôn á. Đẹp quá. Rồi, đây là quyển sách của mình ha. Tenet. Thì mình mở ra thì là cái cấu tạo của nó cũng giống như Dunkirk, nó sẽ có một cái bìa cứng và nó được bọc bằng một cái bìa có in hình poster ha. Và đây sẽ là nội dung sách của nó. Chúng ta sẽ có từng chapter 1. Đây là cái trang đầu tiên này. Đây sẽ có từng chapter 1. Chapter 1 là time to begin, là bắt đầu. You have the future in the past, tức là chúng ta có tương lai trong quá khứ. Thì đây là một bộ phim mà mình coi tới giờ mình vẫn chưa hiểu hết được cái phim. Mọi người sẽ để ý là phim của Nolan đa phần là nói về cái cách làm phim của ông ấy, nó không có quá nhiều về kỹ xảo này. In hình rất mọi người có thể nhìn thấy đa phần các cảnh là đều là quay hợp luôn, và hạn chế sử dụng kỹ xảo rất là nhiều. Và bộ phim này có một đặc biệt là quay hợp, mà quay những cảnh mà đánh lùi á, thời gian di chuyển ngược lùi lại đều là quay hợp hết, không có làm một cái VFX. Đây là cái cảnh đua xe trên phố nè, mọi người có thể thấy này, rất là đẹp. Cảnh đó là cảnh trong cái phòng có cái máy xoay dịch chuyển thời gian nè, đó rất là đẹp luôn. Và chúng ta đến này có tới 8 chapter, tức là cái đoạn cuối cùng như phim, là cái cuộc chiến cuối cùng, cuộc chiến giật lùi cuối cùng, rất là đẹp, in hình sách rất là đẹp luôn. Đó, mình nghĩ là đây là sẽ làm mình sẽ đọc cái quyển này trong vòng 3 ngày và sẽ đọc như là đêm hết trong vòng 3 ngày đó. Và đây phía trước là màu đỏ, ok rồi, xong. Đó là video hôm nay về unbox quyển sách của bộ phim Tenet của đạo diễn Christopher Nolan. Mình gọi nó là The Series of Tenet. Thì là hy vọng là đọc xong quyển này xong thì mình sẽ có một cái nhìn nó hiểu hơn nhiều về bộ phim, nó đỡ mai khắc hơn chút xíu. Tại vì tới bây giờ mình thì Phúc chỉ hiểu 70% thôi. Đó vậy thôi đó. Nếu mà bạn thích video này thì nhớ bấm like cho Phúc nha, share với bạn bè và comment ở dưới những cái suy nghĩ của bạn về bộ phim này với Phúc nha. Và nhớ subscribe kênh của Phúc cho những video tiếp theo. Và xin chào tạm biệt mọi người trong những video lần sau. Bye bye.